tao về phe cô Hằng. Cô Hằng của tao là mãi đỉnh, phe chính nghĩa là mãi đỉnh. Mắt cứ đơ đơ, mắt tao là do tao mệt quá tao mới đơ đó tụi bay, hiểu không? Hay gì là tao dành thời gian để tao bảo vệ sức khỏe của tao, để tao sống một cuộc đời ý nghĩa thì tao lại đi về phe chính nghĩa. Thà là cuộc đời tao sống, hiểu không? Thà là cuộc sống tao nó sống mà tao thấy nó ý nghĩa, còn hơn là tao sống một cái đời dài vậy nè, nó lê thê mà tao cảm thấy tao không được là chính mình, hiểu không? Thà là nó sót, nó bên lớn vậy thôi cũng được, tao vẫn thấy nó ý nghĩa, ok. Tao nói rồi, cho dù ngày hôm nay tao có bị bế đi và thậm chí là nhận cái mức án nặng nhất là tử hình, tao cũng không sợ. Tao chỉ cần đứng lên bảo vệ cho những người yếu thế hơn tao thôi, hiểu chưa? Tao về phe cô Hằng, cô Hằng đối với tao là máy đỉnh. Rồi, vậy đó, được chưa? Tao về phe cô Hằng của tao là máy đỉnh, phe chính nghĩa là máy đỉnh. Nghe rõ đi, tao nhắc lại một lần nữa. Tao về phe cô Hằng, phe chính nghĩa, máy đỉnh. Tao đứng về người yếu thế, để tao bảo vệ người yếu thế, tụi bay hiểu không? 67 hay là 100 mắt xem tao cũng không quan trọng. Tao chỉ cần đứng lên, tao nói những cái thứ mà tao muốn nói, cho dù cuộc sống life too short, tụi bay, life too short. Có nghe câu đó chưa? Life too short. Thà là tao sống cuộc sống nó short vậy nè, nó ý nghĩa, còn hơn sống một cuộc đời nó dài vậy nè, mà tao phải đi phục tùng người khác ha.